Em xin chào toàn thể anh chị em đang xem kênh ạ. Chào em, hôm nay có làm video chuyển nhượng giúp ông anh một bạn cún đực. Bạn này thì hiện tại bây giờ là kém ít ngày nữa là đầy 8 tháng ạ. Một bạn đực choai tơ tơ nhá, màu áo thiên về màu đỏ cánh gián đỏ bò đấy ạ. Đối với bạn này thì bây giờ mức cân của bạn ấy bây giờ là đang dao động mức cân trạng 27 28 kg. Bạn này có bộ lông là đỏ rất sát, thành ra là rất chắc chó, khung gọng thì là rất cao và dài chó. Đối với bạn này thì có nguồn gốc là bố nhập Séc Hakim. Bên em sẽ cho kết hợp nhân giống giữa phả Séc Hakim và mẹ bây giờ hiện tại là gọi là phả Mê Linh ạ. Màu cái phả này hiện tại bây giờ là đang rất hot ở trên thị trường Việt Nam. Đấy, nhân là những anh em đang nuôi sinh sản và đang cầm cửa đực rất thích cái phả gọi là phả Mê Linh này. Bạn này thì khung gọng khá đẹp, thích hợp mà cho anh chị em là vừa nuôi chơi và vừa làm cửa đực. Đấy, nói chung là chất con chó thì là lông là khá bóng. Đây là nói chung là còn ít được tắm đấy. Bạn này thì choai choai về thì nói chung là sẽ thuần đối với anh chị em mà thích chơi hàng choai choai, vừa yên tâm. Đấy, nói chung là khung gọng thì chấm hết cho một bạn đực. Đấy. Đối với anh chị em mà ở gần thì có thể là qua trực tiếp nhà anh chủ để xem. Địa chỉ của nhà anh chủ có địa chỉ là thôn đội Độ Tràng, xã Đại Thành, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Còn đối với anh chị em mà ở xa không qua được thì là bên em sẽ ship, và đối với ship thì là bên em sẽ bảo hành mọi tật lỗi cho anh chị em, yên tâm. Bảo hành cho anh chị em là nhận chó khỏe mạnh. Trong trường hợp xấu xảy ra thì là bên em sẽ hoàn lại tiền cho anh chị em, yên tâm ạ. Đối với giá chào bán bạn đực trên bán tại tại nhà là 10 triệu. Anh chị em mà thiện chí qua thì là bên em là có lọc ná. Còn đối với anh chị em mà ở xa không qua được thì là bên em sẽ hỗ trợ một tí, gọi là giảm chi phí ship cho anh chị em ạ. Tất cả những con đực, những con chó mà lên kênh thì là trách nhiệm của em là sẽ đứng ra bảo hành cho anh chị em ạ. Bản thân là anh chị em mua thì anh chị em chỉ biết là em, cho nên là anh chị em cứ yên tâm vấn đề ý nhá. Đấy. Anh chị em xem kênh, cho em xin một nút like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo với những bạn cún khác. Kết thúc video, em xin chào và hẹn gặp lại toàn thể anh chị em ở những video tiếp theo ạ. Đấy, đây là